Rồi thì hôm nay đặc biệt là mình thấy màu đẹp, chia sẻ lên đó, và mình sẽ báo cái giá luôn, cái giá trong tháng 7 này như thế nào. Xin chào cả nhà đến kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Hôm nay xin mời cả nhà thì mình đến cửa hàng Yamaha Thâu Thu Vân ha. Thì hôm nay mình đến mình quay chiếc Sirius màu đỏ bóng mới về rất là đẹp. Thì địa chỉ ở số 18 đường Trần Hưng Đạo, số 1, phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Rồi, xin mời cả nhà cùng theo mình nha. Rồi, đây là nhân vật chính ngày hôm nay này cả nhà. Chiếc Sirius màu đỏ rất là đẹp. Đó, mình quay một vòng cho cả nhà xem ha. Một chút rồi mình sẽ báo cái giá luôn cả nhà để cả nhà mình tham khảo. Thì em nó mới về nè. Rất là tuyệt vời nha cả nhà. Thì phiên bản là phiên bản mới nha, 2024. Mình quay một vòng. Thì phiên bản này bánh căm nha cả nhà, bánh căm thắng đùm. Sáng nắng quá, nắng hơi chói cả nhà thông cảm ha. Thì mình vô chi tiết em nói mình thấy cái màu nó thì rất là đẹp nè, cái mới về. Thì Sirius 110 thì cả nhà cũng biết rồi. Thì em nó thì kiểu dáng thì y chang như cũ thôi. Nhưng mà Yamaha đã thay đổi màu sắc mới mẻ ha. Rồi tem đó. Thì thông số kỹ thuật thì mình thấy cũng vậy cả nhà, cũng không có gì thay đổi. Thì máy em nói đây, máy của Yamaha Sirius 110 không có GC ha. Rồi thì mình dàn đầu em nói đây cả nhà. Thì cả nhà nào có yêu mến cái dòng Sirius 110 mà cái màu sơn bóng, màu đỏ đó, thì cả nhà hãy liên hệ với cửa hàng ha, liên hệ với số điện thoại. Thì số điện thoại mình để dưới phần mô tả nha cả nhà. Đó, cả nhà nếu mình thật sự yêu mến thì hãy liên hệ số điện thoại nha. Đó, để được hỗ trợ cho cả nhà được cái giá nó tốt nhất. Thì hôm nay mình thấy em nó mới về rất là đẹp nè. Thì mình quay mình chia sẻ để cả nhà mình cùng cùng biết ha. Đó. Cả nhà thấy lốc máy của Sirius 110 nhìn rất là khê ha. Nhỏ gọn mà chắc. Đó. Rồi. Thì đặc biệt là mình thấy em nó là mới, với cái màu sơn nó rất là mới mẻ nè. Thì trước giờ Sirius chưa ra cái màu này nha cả nhà. Màu này còn gọi là màu đỏ nha, đỏ huyết. Đỏ huyết rất là đẹp. Thì cái xe màu đỏ huyết nó đẹp hơn màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi thì cả nhà nó tựa tựa, nhưng mà cả nhà nó xe mình bị bay màu cả nhà, đậu mùa nắng bay màu. Còn đỏ huyết này còn gọi là đỏ đô ha. Nè, đỏ đô. Nên cái xe mình nhìn nó rất là chắc. Đặc biệt là cái xe nó màu bóng ha, màu sơn bóng, màu đỏ bóng thì rất là tuyệt vời rồi. Rất là sạch sẽ. Thì em nó thắng thành đùm thắng bố ha. Đây còn cộng dây 0 mét, y chang như cũ luôn, y chang như đời cũ á. Thì cả nhà biết cái xe Sirius cái mẫu này á, thì cả nhà mình rất là được lòng cả nhà mình ha. Ưa chuộng nhỏ gọn linh hoạt, nên hãng đã cũng không thay đổi gì nhiều cả nhà, chỉ thay đổi màu thôi, màu sơn, màu tem đó. Rồi em nó có tem màu cam nè, màu cam với cái tem nó màu cam đen ha, nó kết hợp với cái nền màu đỏ, cái nền màu sơn màu đỏ rất là tuyệt vời luôn. Thì lớp của em nó là lớp mắt xít nha cả nhà, lớp mắt xít. Thì thông số lớp là 80 90 17. Rồi lớp mắt xít thì chạy cũng rất là bền bỉ, cũng chắc chắn ha. Lớp mắt xít nè, xe phổ thông mình thì có mắt xít nè, Inu nè, IGC nè đó. Thì ba cái dòng vỏ đó thì rất là tuyệt vời, chạy là vừa túi tiền mình luôn. Cả nhà thấy phanh đùm thắng 4. Cái xe mình nó rất là sáng như cả nhà, bánh cầm ha. Bánh cầm xe mình sáng xe đó. Đó, nhà thấy rất là đẹp ha. Thì phụ em nó sơn màu, đợt là sơn màu đen nha cả nhà, màu đen bóng. Nè, cây bô rất là to, rất là lực, nó giống như cây bô của Exciter tựa vậy á. Giống 135 á cả nhà. Exciter 135 ha. Đây. Cái nhận đuôi em nó đây. Đó.
thì cả nhà thấy em nó như thế nào. Thì mình thấy em nó mới về rất là đẹp, nên mình chia sẻ để cả nhà mình cùng tham khảo ha. Thì nhãn năng lượng của em nó là 2.08, 2.08, 2.08 ha, tức là 2.08, gần 2.1 nha cả nhà, gần 2.1. Càng thắng em nó thì năm 2024 này thì Yamaha đã làm cái càng thắng nó màu đen nhám nha cả nhà, màu đen nhám. Còn cái mấy cái đời trước á thì màu đen bóng ha, nó giờ thì màu đen nhám. Còn vẫn còn công tắc mở đèn, nó nút đề. Rồi, ok, cũng y như cũ thôi, không có gì thay đổi. Đặc biệt là màu sơn rất là đẹp. Cây bồ này cả nhà, cây bồ cổ bồ cả nhà thấy sơn sơn cái màu chống cháy ha, nó sần sần, nó ghi ghi nè, nhìn rất là tuyệt vời luôn. Đây đầu bò cho cả nhà xem, đầu bò xin út huyền thoại nó cũng như vậy à, không khác gì cả nhà. Bốn ốc đầu bò cả nhà thấy đang bung ha, nó đen đen mà nó xanh xanh, nó ghi ghi với cả nhà nha, có màu nó chất quá. Đây thì cả nhà biết bánh căm thắng đồng thì chạy rất là nhẹ, xe nhẹ nhàng gọn nhẹ dễ luồn lách. Thứ nhất là đường ở Việt Nam mà nó xe cộ đông đó, cả nhà đi vô mấy thành phố đó, xe cộ rất là đông, mình chạy xe út này rất là bốc, rất là nhẹ nhàng luôn, luôn dễ luồn lách nữa. Còn phân khối thì cả nhà biết 110 thì nó cũng không có là không gọi là nhỏ nha, 110 cả nhà đi nó cũng bốc dữ lắm, nó cũng giọt lắm ha. Đó cái nhà chạy có thể cả trăm á, cả trăm km một giờ đó, chứ không phải đơn giản đâu. Tại vì dòng Seos này mình có chạy rồi cả nhà, thì cái xe mình ý là bánh mâm nha, mình nói thêm nha, bánh mâm thôi mà mình chạy hơn cả trăm rồi đó. Thì cái dòng bánh căm này thì nó nhẹ hơn nữa, thì mình không biết như thế nào nha cái bánh, chứ mình bảo đảm nó chạy hơn cả trăm cái lên, cả trăm chắc chắn là 100 ha. Thì Yamaha thì cả nhà cũng biết rồi, cái dòng máy thì họ không có hãm tua, Yamaha không có hãm tua, có nhiều là dứt đủ luôn, đủ pin luôn cả nhà. Nên cả nhà đi Yamaha rồi đi lại những cái chiếc xe cùng đối thủ á, cả nhà thấy chạy nó khác lắm ha. Yamaha thì nó gịch gịch, cả nhà lên là phao phao máy nhẹ ghê, đặc biệt là như những chiếc Jupiter cả nhà chạy máy im lắm. Rồi thì mình thì cả nhà chưa đăng ký kênh á, hãy cho mình xin một cái đăng ký kênh nha, và cho mình xin một like nếu có gì hết, thì cả nhà chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Đó rồi thì đặc biệt tháng 7 là tháng thì tháng 7 thì cả nhà cũng biết rồi ha, mình cũng không nói thêm nhiều ha. Thì tháng 7 này thì giá xe tất cả thì nó cũng đứng cả nhà, không có lên, đặc biệt là nó đứng ha. Đó cả nhà thấy cái nước sơn của nhà mà ha, cái sơn kỳ phụ cả nhà thấy cũng tinh tế ha, nhìn rất là tuyệt vời nè, hóa đồng nè. Thì có sao mình chia sẻ vậy nha cả nhà. Nó thì mình làm review xe thì mình chia sẻ xe như thế nào mình chia sẻ thế đó ha, chứ mình không nói thêm nó bớt gì hết á. Rồi thì em nó có cái giá là hiện tại ở cửa hàng Yamaha Thao Thu Quân đó, em nó có cái giá, cái giá này là cái giá cửa hàng bao với số quyền với mình luôn ha. Thì mình xin báo với số huyện để cả nhà mình cùng dễ nắm. Thì đa số bà con mình ở huyện nhiều đó, ở thành phố thì nó nhít một chút ha. Thì giá em nó là phiên bản bánh căm thắng đùm này á, thì em nó có giá cũng dao động tùy theo thời điểm nha cả nhà. Thì em nó giá là mình báo là giá tham khảo ha, nó thì em nó là 22.500 nha, đó 22.500. Thì giá cũng dao động tùy theo thời điểm, thì cả nhà cũng xin nhắc lại để cả nhà mình cùng nắm ha. Rồi nếu có gì hết cả nhà chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Đây thì cả nhà quay một vòng cho cả nhà xem em nó, mình thấy màu này đẹp lắm nha, cả nhà thấy cái màu sơn bóng này nó rất là đẹp đó. Thì cây kèn được nằm ở trong này hết y như cũ luôn, thì cây kèn của Yamaha của Seos này nó bóp nghe cũng thanh lắm cả nhà, nó nghe cũng thanh thao lắm, chứ không phải cái tiếng nó bẹp bẹp như những cái kèn khác ha. Tiếng nó bóp tin tin nghe cũng khê lắm, nghe nó gõ ghề nét, tiếng nó nghe nét lắm. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video mình, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha.
Rồi, bye bye cả nhà nhá. Bye bye.